sắp tới cũng sẽ có những điều mà bất ngờ đối với Hà. Đó là mọi người sẽ thắc mắc là tại sao lâu rồi Hà không có làm giám khảo truyền hình hay là vào những cái nhân vật khách mời nào. Đúng rồi Thì chị. chắc là thực ra mọi người cũng biết là Hà cũng đã làm rất là nhiều rồi. Và bản thân Hà là một người rất là khó tính, vì thứ nhất là không không dám xuất hiện nhiều, vì nhiều thì chắc chắn là mình sẽ bị nhàm chán, và bên cạnh đấy mình cũng không có gì, ngay cả bản thân mình cảm thấy mình không có gì mới hết. Mà Hà muốn đã làm thì phải hay, ví dụ như là The Voice mùa đầu tiên là một sự trải nghiệm hoàn toàn mới, chưa bao giờ có một kinh nghiệm nào, nên là Hà đã cố gắng rất là nhiều, rồi sau đấy Hà có kinh nghiệm để Hà lại thử sức tiếp với The Face. Và cảm ơn khán giả vì là những cái lần mà Hà làm giám khảo như vậy thì thực sự Hà đã nhận được cái sự ủng hộ rất là lớn. Chính vì nhận được sự ủng hộ lớn đấy cho nên là mọi người vẫn luôn dành một sự trông đợi sẽ ngồi một chiếc ghế giám khảo nào đấy. Nhưng mà như Hà đã nói á, ngồi thì phải, cái người mà luôn luôn thành công á, là cái người phải biết ở đâu nó phù hợp với mình. Và bản thân Hà thì Hà chỉ dám làm những cái gì mà Hà tin rằng là Hà có thể làm được, chứ Hà không không dám làm cái việc mà tham quá, thì nhiều khi nó quá cái tầm tay của mình á, thì mình sẽ vô tình giết chết bản thân của mình. Và qua đây á, hôm nay Hà có Dương Bảo Lâm ở đây thì Hà cũng sẽ chia sẻ luôn là Hà luôn luôn bị mang tiếng ác, rồi mang tiếng giành giật, rồi thế này thế khác. Nhưng mà nếu mà mọi người nói chuyện với Hà hay là biết được cái câu chuyện đằng sau thì mọi người sẽ biết là Hà chưa bao giờ nói rằng là phải có Hà mà không có người khác. Bản thân của Hà, Hà đã từng làm việc với các đàn anh đàn chị cũng có, mà đàn em cũng có, nên là Hà không bao giờ dám và không bao giờ nói đánh giá bất kể một người nghệ sĩ nào. Thành ra là cái câu chuyện mà giành giật cũng sẽ không bao giờ có. Hà chỉ nói rằng là hãy để tạo cơ hội cho các bạn làm, và nếu mà muốn Hà làm thì Hà sẽ xuất hiện trong vai trò là khách mời thôi. Đó là tất cả những cái gì mà ngày hôm nay Hà cũng sẽ chia sẻ rất là thật với tất cả mọi người, là không bao giờ Hà giành giật điều gì trong cuộc sống này hết. Vì thế mà khoảng 2 năm rồi thì phải, Hà không hề nhận lời. Hà nhận được rất là nhiều lời mời nhưng mà Hà lại không nhận lời để làm. Bởi vì thấy thứ nhất là mình cũng chưa có gì mới, thứ hai là làm thì phải phù hợp thì mới làm được. Nhưng mà sắp tới thì sẽ chia sẻ với mọi người là Hà cũng sẽ xuất hiện trong một chương trình. Và đó là một trong những cái thử thách rất là lớn đối với Hà, bởi vì nó sẽ rất là lớn. Dạ chương trình hài hước nha chị, có gì các em tham gia cái chị chăm